Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin phòng chi bệnh vật nuôi của công ty cổ phần Eco Nam Dũng. Xin chào bà con. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho bà con bệnh bại huyết trên vịt. Bệnh bại huyết trên vịt do vi khuẩn Riemerella anatibetifer thuộc nhóm gram âm thuộc họ Flavobacteria gây ra. Ở trong nền chuồng và môi trường nước, vi khuẩn có thể sống 13 đến 27 ngày và mọi lứa tuổi của vịt đều có thể mắc bệnh. Nhưng ở vịt con 1 đến 8 tuần tuổi là dễ mắc bệnh nhất. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 5 ngày. Tỷ lệ chết khoảng 75%. Về đường lây thì bệnh lây từ vịt bệnh sang vịt khỏe theo 3 cách. Cách thứ nhất, vịt vi khuẩn xâm nhập qua lớp biểu mô của cơ quan hô hấp. Cách thứ hai, mầm bệnh có trong chất tiết của dịch mũi làm vây nhiễm lên thức ăn, nước uống lấy qua đường tiêu hóa. Cách thứ ba, vi khuẩn cũng có thể xâm nhập qua các vết chảy xước trên da, đặc biệt là trên bàn chân. Về triệu chứng thì thường có một số con vịt chết đột ngột. Vịt có các triệu chứng sau. Dấu hiệu tiêu hóa là dấu hiệu đầu tiên. Vịt tiêu chảy, phân xanh, xám. Dấu hiệu hô hấp, sốt, ủ rũ, chảy nước mắt, nước mũi, khó thở. Dấu hiệu thần kinh, sưng phù đầu và nghẹo cổ. Đầu cổ run rẩy. Viêm khớp mất điều hòa, vịt đi lại khó khăn, dễ bị kích động, hai chân duỗi ra như bơi, viêm ống dẫn trứng ở vịt đẻ, bên trong có nhiều dịch màu vàng. Về bệnh tích, gan và lách sưng, gan bị tổn thương, viêm màng ngoài tim, viêm túi khí, viêm màng não, viêm bùa trứng, viêm khớp, đôi khi bị mòn sụn khớp. Về phòng bệnh bằng vaccine, hiện nay việc phòng bệnh E. coli bại huyết bằng vaccine chưa có hiệu quả cao do vi khuẩn gây ra thuộc rất nhiều serotype khác nhau. Khi vịt bị bệnh có thể phân lập được nhiều serotype trong cùng một ổ dịch. Ngoài ra, vaccine chỉ có tác dụng bảo hộ đơn giá mà không có khả năng gây miễn dịch chéo. Nên, bà con cần vệ sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đúng quy trình. Bệnh chịu tác động từ môi trường rất lớn do mầm bệnh phân tán ở khắp nơi như nguồn nước, trạm ấp, dụng cụ chăn nuôi, chất độn chuồng. Vì vậy, để đảm bảo cho việc phòng bệnh bại huyết một cách có hiệu quả cao, cần chú ý các vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng sau đây. Các trang thiết bị máy ấp, thay ấp và trứng trước khi được đưa vào ấp nở phải được xông sát trùng để loại bỏ mầm bệnh. Chuồng trại, bãi đỗ, sàn nuôi nhốt vịt phải được vệ sinh sạch sẽ bằng vôi bột hoặc dung dịch thuốc sát trùng như ND iodine hoặc TD thuốc sát trùng của công ty cổ phần Eco Nam Dũng sau mỗi lứa nuôi, hoặc xử lý định kỳ 10 đến 15 ngày trên lần. Trong giai đoạn nuôi úm, vịt con có thể nên nhốt trên sàn, hạn chế tiếp xúc với nguồn nước sớm để tránh lây nhiễm E. coli có trong nước. Cho vịt con tắm trên sàn, sử dụng nước sạch mát cho vịt con uống, không sử dụng nước ao hồ để pha thuốc kháng sinh hoặc thuốc bổ trợ. Nên cho vịt con ăn thành nhiều bữa trong ngày, hạn chế việc cho ăn kéo dài làm giảm chất lượng cám. Bổ sung một trong các chế phẩm sau như beta glucan cao tỏi, men tiêu hóa gold blood, amylo ginseng, lactomice trộn vào thức ăn hoặc nước uống cho vịt để tăng cường tiêu hóa, nâng cao sức đề kháng, và sử dụng một trong các loại kháng sinh sau để phòng bệnh cho vịt: tetravit, ecodocimic, tdcoli, amox hay blood. Về phác đồ, bà con nên dùng một trong ba phác đồ sau. Phác đồ 1, tiêm bộ sản phẩm TLSLA 4.0, tiêm 1ml cho 3-4kg thể trọng, tiêm liên tục 3 ngày, sau đó bà con cho uống hòa trộn thức ăn TD coli amox hay blood
với 1 gram cho 12 đến 15 kg tỉ trọng. Trên ngày dùng 3 đến 5 hôm. Phác đồ 2. Tiêm bộ sản phẩm TD-Sep ADA 1ml cho 3 đến 4 kg tỉ trọng. Tiêm liên tục 3 ngày. Sau đó cho uống hoặc trộn thức ăn. Eco Enro 80% với 1 gram cho 25 đến 30 kg thể trọng trên ngày, dùng 3 đến 5 hôm. Phác đồ 3, tiêm bộ sản phẩm Gentocomin 1ml cho 3 đến 4 kg thể trọng, tiêm liên tục 3 ngày. Sau đó cho uống hoặc trộn thức ăn Eco Lanco 40% với 1 gram cho 10 đến 12 kg thể trọng trên ngày, dùng 3 đến 5 hôm. Ngoài ra, bà con nên sử dụng thêm các thuốc như sau: men tiêu hóa Gold Blood, TD giải độc gan thận, Amino Ginseng, Lactomin C, trộn vào thức ăn hoặc nước uống cho vịt để tăng cường tiêu hóa, nâng cao sức đề kháng sau quá trình điều trị. Về phác đồ thì các bộ sản phẩm tiêm vịt cao cấp của công ty cổ phần Eco Nam Dũng đều có rất nhiều ưu điểm tốt, tôi xin trao đổi cho bà con biết thêm. Về bộ sản phẩm tiêm vịt TD-SLA 4.0 với sự kết hợp tối ưu giữa hai loại kháng sinh Spectinomycin và Nancomycin, nâng cao phổ điều trị cả gram âm và gram dương, đặc biệt có thêm glucosamine, nâng cao sức đề kháng, giúp vịt tỉnh nhanh, và hóa chất toferamid hạ sốt kéo dài, hỗ trợ cho vịt nhanh khỏi bệnh hơn. Về bộ tiêm vịt TD-Sep ADE với hàm lượng Septifur 5% là một loại kháng sinh hoạt phổ rộng, đồng kết hợp với toferamic hạ sốt kéo dài, cắt ngay cơn sốt của con vật. Đặc biệt hơn, công ty tôi còn thêm các nhóm vitamin ADE giúp cho con vật trao đổi chất tốt hơn, mau khỏe hơn, và sau quá trình điều trị giúp vịt kích thích mọc lông đều hơn, tránh hiện tượng rụng lông. Về bộ sản phẩm tiêm vịt thứ 3, Gentocomin Blood là một bộ sản phẩm gồm các nhóm kháng sinh hoạt phổ rộng cả gram âm và gram dương, đánh cả hô hấp, tiêu hóa, đặc biệt là các bệnh ghép do nhiều nhóm vi khuẩn gây ra. Sản phẩm chính là một phác đồ đầy đủ. Cảm ơn quý bà con đã lắng nghe. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Công ty cổ phần Eco Nam Dũng đồng hành cùng phát triển. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin phòng trị bệnh vật nuôi của công ty cổ phần Eco Nam Dũng. Mọi thông tin chi tiết mời quý vị truy cập website econamdung.com.vn hoặc liên hệ hotline 0901 88 2018. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.